công phượng, văn toàn và cái duyên đặc biệt ở đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu với Palestine, đối thủ kém một bậc trên bảng xếp hạng FIFA vào tối ngày 11 tháng 9. Ở trận này, huấn luyện viên Philippe Jussier đã tung vào sân đội hình không phải mạnh nhất. Nhà cầm quân người Pháp có hàng loạt sự thử nghiệm về nhân sự với những nhân tố mới. Sau hiệp một thi đấu áp đảo nhưng không thể xuyên thủng manh lưới Palestine, đội tuyển Việt Nam đã lột xác ở hiệp 2 khi những ngôi sao quen mặt được tung vào sân. Công Phượng mở tỷ số với pha bấm bóng điệu nghệ sau đường truyền của Hoàng Đức. Văn Toàn cũng kịp để lại dấu ấn với tình huống đi bóng tốc độ, truyền bóng dọn cỗ để Tuấn Hải ấn định chiến thắng 2-0. Sau trận đấu, đội tuyển Việt Nam nhận được mưa lời khen từ người hâm mộ Đông Nam Á trên trang ASEAN Football. Bộ đôi cựu tiền đạo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang vất vả ở nước ngoài, nhưng mỗi khi về nước khoác áo đội tuyển quốc gia, họ vẫn chơi tốt. Huấn luyện viên Philip Chusier trước trận đấu với Palestine bình luận công phượng và văn toàn đúng là đang vất vả khi thi đấu ở nước ngoài nhưng ở trong nước nhiều cầu thủ khác chưa chắc có phong độ tốt hơn bộ đôi tiền đạo này thực tế những gì diễn ra ở trên sân thiên trường nam định tối ngày 11 tháng 9 trong trận đấu với đội bóng tây á chứng minh huấn luyện viên philip chusier chính xác thậm chí ở thời điểm hiện tại nhiều người còn không nhớ công phượng đang thi đấu cho câu lạc bộ nào vì đã khá lâu rồi cựu ngôi sao của hoàng anh gia lai gần như mất hút ở yokohama fc nhật bản Công Phượng hiếm khi có tên trong danh sách đăng ký ở các trận đấu của Yokohama FC ở mùa giải năm nay, nhưng khi về đội tuyển, Công Phượng như cá gặp nước. Sau trận đấu với Palestine, Nguyễn Công Phượng nói đơn giản, nhiệm vụ của một tiền đạo là ghi bàn, nên bàn thắng vào lưới Palestine đối với tôi như một nhiệm vụ. Bàn thắng đến từ nỗ lực của toàn đội chứ không phải công sức của riêng tôi. Palestine là đội bóng Tây Á, nên họ có ưu thế về thể hình và thể lực, họ có điểm mạnh về tốc độ. Nhưng đội tuyển Việt Nam cũng có thế mạnh riêng. Bản thân tôi chưa hài lòng lắm với những gì mình đã thể hiện, Công Phượng nói thêm. Khách quan mà nói, Công Phượng chưa đến nỗi quá xuất sắc trong trận đấu vừa diễn ra với Palestine, nhưng quan trọng là anh có bàn thắng cho đội tuyển. Với một tiền đạo, như thế có khi đã đủ rồi. Quan trọng hơn nữa, bàn thắng ấy thể hiện gần hết những phẩm chất của tiền đạo từng khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, tốc độ cao, nhạy bén khi phá bẫy việt vị, tinh tế và kỹ thuật trong khâu kết thúc. Khoảng thời gian khó khăn trong màu áo câu lạc bộ Yokohama FC không hề ảnh hưởng đến tinh thần của Công Phượng. Anh vẫn rất mạnh mẽ và tự tin khi được trao cơ hội. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Văn Toàn, không đến mức không được đăng ký trong màu áo câu lạc bộ thuộc hạng dưới của Hàn Quốc Seoul Airlines, nhưng Văn Toàn cũng không có được thành công tại đây. Nhưng khi về đội tuyển, Văn Toàn không hề mất đi sự nguy hiểm của mình trong các pha đua tốc độ, chiếm lĩnh khoảng không phía sau hàng thủ đối phương, khi đối thủ đẩy cao đội hình tấn công và mất cảnh giác ở tuyến dưới, Thật ra, trong bàn thắng thứ hai của đội tuyển Việt Nam vào lưới Palestine, được ghi do công của Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn thay vì truyền bóng, hoàn toàn có thể tự mình dứt điểm. Nhiều tiền đạo trên thế giới sẽ dứt điểm trong tình huống tương tự, vì đơn giản họ là tiền đạo, họ khát khao ghi bàn thay vì truyền bóng cho người khác ghi bàn. Nhưng Văn Toàn vẫn chọn phương án truyền cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn, đấy lại là điểm sáng khác của cầu thủ này. Văn Toàn ngoài năng lực chuyên môn tốt, còn là cầu thủ có tinh thần đồng đội thuộc vào hàng cao nhất bóng đá Việt Nam bất chấp khó khăn, anh vẫn mạnh mẽ thể hiện các phẩm chất tốt nhất của mình. Điều đó cho thấy Văn Toàn, công phượng ngày nay đã trưởng thành hơn trước. Có thể giai đoạn hiện tại với họ đầy khó khăn, nhưng đây là điều không hiếm gặp trong sự nghiệp cầu thủ của nhiều người. Họ có thể không thành công ở nước ngoài, nhưng nếu về nước, họ vẫn được nhiều đội trọng dụng, giống như Quang Hải hiện tại. Họ cũng vừa chứng minh vì sao họ được huấn luyện viên Philip Chusier tin tưởng đến thế. Bất chấp khó khăn, họ vẫn rất có duyên và hữu ích cho đội tuyển Việt Nam. Sau trận giao hữu với Palestine, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong tháng 10 và tiếp tục các trận đấu giao hữu chất lượng, lần lượt với Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan trước khi bước vào vòng loại thứ hai World Cup 2026 trong tháng 11 tới.